Bảo làm viện trên đấy thì nó vẫn nó gọi xin em mì, nó bảo là nó xin nó nghỉ, nó không làm nó bỏ, nó lại đi làm xa. Ôi giời, ở tận đâu về tận hai cái xe đây. Cháu Khâm mến chào các bác nhé. Tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo của cháu Khâm. Mấy ngày hôm nay sau khi sửa nhà xong thì không gặp được A Phứ tí nào mọi người. Không biết là đi làm hay là đi nhà nào. Mấy ngày hôm vừa rồi khi mà anh báo thông tin thì bảo lên hộ ông nội sửa nhà thì là không biết là xong trên kia hay chưa, bởi vì hiện tại là không muốn làm sao là xử lý cái số tiền cô Vân đến hỗ trợ A Phứ đấy. Khi mà nhận sự hỗ trợ này thì rất là cũng có khá nhiều bác mọi người đồng tình, nhưng mà bên cạnh đó cũng có nhiều bác nói là A Phứ thì hay uống rượu rồi là không chịu khó này nọ, thì anh em mình cũng rất là khó xử trong cái quá trình giúp đỡ, bởi vì được nhà hảo tâm yêu mến và yêu thương người cho thì hoàn cảnh nào là cái duyên của người đó thôi, thì bắt buộc là Khâm vẫn phải có trách nhiệm đến cuối cùng với cái đồng tiền của cô Vân và các bác đấy. Còn 500.000 cô Điệp cho làm cái mái hiên nữa thì đến ngày hôm nay vẫn chưa gặp và làm việc với anh Phứ được. Mọi người xem phía ở đây nhá, không phải là quay từ xa đâu mà là hiện tại là nhà khóa cửa hết rồi đấy, nhà khóa cửa hết rồi, vợ con thì cũng không thấy đâu. Nãy thì cũng không được hỏi anh báo đâu. Thế là nhà sau khi làm xong thì cũng không thấy ở nhà một một tí nào. Không biết là mình không biết là đi làm công việc gì hay không. Đấy. Cái nữa thì là những cái hôm mà nhà bị bay ấy, thì lại liên tục ở nhà. Đấy. Mưa gió là cũng phải ở nhà. Nhà xong cái lại khóa cửa liên tục. Không biết là mấy mẹ con là đi đâu. Còn một cái nữa là hôm nay anh em mình sẽ lên xem tình hình của hai vợ chồng em chơi phụ xây các bác nhé. Em chờ vụ xây thì thông tin qua bên anh Mỹ thì một hai hôm nay là nghỉ công việc trên phụ xây trên trên nhà chờ máy rồi. Thế anh Mỹ chia sẻ sơ bộ là đóng cửa, là em đi làm ở đâu không rõ, chỉ biết rằng là báo nghỉ thôi. Chào ông bà nhá. Ui, bé này không mặc quần. Tôi chờ mưa từ á chị à. Chị chờ. Hả? Từ tú á? Đi nhà bà ngoại á? Tức không phải là đi làm à? Đi chơi nhà bà ngoại á? Thế sao bảo là đi 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 nghỉ đi đâu làm hay là đi chơi? Thêm qua số của em ấy, tuy nhiên là gọi là không bao giờ nghe được máy. Đây là đóng cửa rồi này các bác. Đây có chớ số của chơ phụ xây đây. Quý khách để lại lời nhắn sau để biết do bao quý khách gọi điện không liên lạc được, cuộc gọi được tính.
Thế bao của bác? Có phải mình nghe thấy tiếng quạt ở trong này không nhỉ? Quạt còn chưa tắt nữa. Ôi giời, ở tận đâu vậy? Tận hai cái xe đây. Ô, vườn không nhà trống rồi. Đây đây, mình nghe thấy tiếng quạt đây. Không biết là em đi làm gì. Nào, khịa 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 khịa. Khởi kéo lại cái cửa nhé. Ồ, oh. Chào em ạ. Chào anh nhá. Vâng. Biết thằng bé này đi đâu không? À, nó đi bà ngoại rồi. Đi bà ngoại gì? Vâng. À. Hai vợ chồng nó đi bà ngoại. Hai vợ chồng đi bà ngoại à? Vâng. Thực ra thì em chơi phụ xây là không có bao nhiêu quỹ các bác ạ. Có một cái khoản quỹ để mà mua nhu yếu phẩm từ các cô các bác gửi đến thôi. Về cái kế hoạch của Khâm muốn giúp cho hai vợ chồng thì để cho hai vợ chồng cái cần câu cơm thôi. Như những cái gì mà các bác đóng góp rất là nhiều là các cái hoàn cảnh mà vợ chồng trẻ khỏe như thế thì mình nên tạo cái cần câu cho họ tự cố gắng thôi. Thành ra thì sẽ nếu không có duyên làm cái nào khác lớn hơn thì chỉ có thể rằng là với cái số tiền đó thì anh em cũng muốn lên kế hoạch làm sao là cho hai vợ chồng làm một cái gì đó hoặc là mua một cái gì đó. Chứ thực tế thì cái nhà còn chả có này, thì chuồng trại thì chắc chắn không có rồi. Bây giờ mà mua vật nuôi thì làm chuồng trại nó lại là cả một cái vấn đề nữa. Cái nhà thì hai vợ chồng còn chưa làm được như này, tự ở rất là khổ sở như này thì bây giờ mà mua vật nuôi cũng rất là khó. Thì công việc ở trong cái xóm này hiện tại thì không gần như thì là khi mà áp báo xong thì giải quyết xong áp phứ cũng như là hai vợ chồng này nữa. Có thấy anh Phứ không? Phứ ấy. Phứ á? Ờ, Phứ nhà ở dưới. Không thấy nó lên đây mà. Thế bảo lên nhà này. Nhà này là sửa xong chưa? Nhà chưa nè. Hả? Xong rồi mà. Không bó ấy. Sửa xong chưa? Hôm qua xong rồi mà. À. Thế là cũng không biết anh Phứ đi đâu luôn. Chả biết được. Nhưng mà có thấy nó về đây mà. Chả nó đi đâu rồi nhỉ. Ừ, mình Tú này. Phía xa ra kia thì thấy nhà ông nội cũng xong rồi. Video trước không có nói là giờ mình sẽ không ghi hình ông nội nữa các bác nhé. Còn là thông tin của các bác thì nhà cũng sửa lại rồi. Ông kiên quyết là không ở nhà anh Pháo đâu. Ông ở chuồng ông ở đấy rồi, nhà ông ở đấy rồi, không đi đâu cả. Sửa lại được nhà là cũng tốt thôi. Anh không đi làm việc à? Không đi làm được rồi, bây giờ cái mắt của mình ấy, bây giờ bị như thế. Mắt vẫn mở to thế này còn gì nữa? Mở to như thế nhưng mà mình đi không được, cái mắt bên này nó là một luôn rồi, còn bên này nhưng mà nhìn thì không thấy. Bên nào mù luôn? Vâng, bên này. Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay á? Hả? Năm nay 34. 34 tuổi? Vâng. Già chưa? Rồi, chả là già rồi. À, 34 tuổi già rồi. Chưa già nhưng mà tại sao cái mắt mình tị... Mắt nào? Mắt này. Vẫn mở đẹp trai thế này đây. Nhưng mà giống như không bị gì nhưng mà nó tự không thấy, không biết là... Tự không thấy? Dạ. Thế bây giờ là mắt này không thấy hay mắt này không thấy? À, nhưng bây giờ mắt này không thấy rồi, mắt này không thấy. Mắt này thì bây giờ làm như thế không đi được rồi. Lòng đỏ, lòng trắng vẫn đủ ông này. Vâng. Chả biết làm như nào rồi ấy. Bây giờ mình đi làm cái gì nhưng mà suốt ngày đi ngã mà. Suốt ngày đi ngã, ở nhà đi uống rượu say ngã chứ. Không phải uống rượu, không uống rượu cũng phải thế. À. Các bạn. Ừ. 34 tuổi. Sao như này là mình không biết làm như nào ấy. Đi cắt cỏ ấy, đi làm gì đi không được mà. Tự nhiên thấy đây ông bà già tuổi rồi vẫn làm, mình thanh niên không thấy đi làm, em thắc mắc tí thôi nhé.
Tưởng chơi ở nhà lên xem ngó ngàng tí. Đấy. Cái này là hôm nọ các bác bảo khâm lên, cái này là sâm đại hành mọi người ạ. Sâm đại hành. Có bác thì bảo ngâm rượu, có bác thì hầm bảo hầm ăn. Có bác thì bảo pha nước. Hả? Đấy, đúng rồi, chính xác. Ôi, cái này không to bằng cái nhà áp báo nhỉ. Nó to mà. To mà. Ừ, ăn được. Hả? À, nấu với thịt ăn à? Tôi chỉ bao ăn đi. Chỉ tao nọ. Cho hầu mà. Ý bảo là nấu với thịt. Đấy. Thế là con trai đi nhà ngoại thôi đúng không? Con dâu cũng đi, cả con hai đứa con đi luôn. Muốn để tay ta mà. Thế tưởng anh Mỹ là em ấy là có công việc ở đâu làm, ở đâu là đi làm. Thế là ngày hôm nay là không gặp được hai hoàn cảnh còn lại. Xem anh Phứ có biết, anh Báo có biết tình hình à. Chào anh Báo nha, làm đến đâu rồi? Vâng. Xin chào. Xin chào. Dạ, vợ cũng cùng làm luôn à? Không thì tí nói khu. Vâng. Ốc cái kia thì lau đi xong là lấy... Lấy xin măng trắng đi. Vâng. Xin măng trắng miết lại. Vâng, lau xong luôn thì lấy xin trắng vào luôn. Không tự nhiên quay lại ghi hình tiếp đâu. Hỏi anh Báo thì biết tình hình của anh Phứ không? Anh Phứ thì nó vẫn đi rốn rối nhà của em nó. Giúp nhà em nó ở đâu? Cái nhà xanh kia ấy. Cái kia có gió to thì nó vẫn bay một tí thì họ sửa lại, họ lợp lại blue à? Vâng. Không, lần tu đấy. Thế vợ con anh Phứ đâu? Vợ con anh Phứ thì sao lúc nào lúc nhà bay mái thì ở nhà liên tục, mà nhà xong mái thì đi đâu đi hết. 3-4 hôm nay là thấy khóa cửa liên tục. Vợ thì hôm nay đấy thì 2 ngày không. Vợ đi đâu? Chả biết đi đâu. Túi anh Phứ đi không biết thì không. Ông nội là polo xong thì lúc nó túi không đấy, túi thì anh Phứ về ngủ say rồi thì chả biết nó dạy nó để con của nó bản thân là đi theo nó hết rồi. Con bỏ đi theo vợ á? Ừ, không. Con lại đi theo vợ á. Vợ đi đâu mà chả biết được. Không biết đi lúc không. Nửa đêm á? Đi đêm. Ôi giời. Chắc là đi lúc tầm 8 giờ hơn hay là 8 giờ như thế. Hay là cãi nhau? Vẫn không cãi đâu mà. Con môn đồ gì nhỉ? Từ tít ở dưới Hà Nội hay là ở đâu ra? Nó về trong tiền ấy, một nhà một triệu. Thế á? Ừ, thì vợ Phứ thì đồ triệu đấy thì đồn bảo cho nó Phứ biết. Anh Phứ biết thì nó đã triệu đấy thì lại đòi. Ừ, lại con lại đi đâu. À, đoàn từ thiện lên hôm nào? Anh vừa làm đi, vừa làm vừa chia sẻ cũng được. Vâng. Thế mình phải quay lại anh Báo để anh Báo hỏi để xem. Ừ, bởi vì anh Báo là ở gần đây. Lúc đó là vui à. Thế nhà mình có được 1 triệu không? Vẫn có mà, được hết. Tất cả các số? Tất cả số. Được lúc nào? Được lúc 10 giờ đấy. Tối á? Không. À chưa gì? Không em bị dã ấy. Ban ngày ấy gì? Ừ. À, là họ về đây? Vâng, không có cán bộ. Hay em về, còn em bị về giúp em. Có cán bộ xuống đây không? Vâng. Vẫn cán bộ á? À. Cán bộ ấy không? Không đi cùng à? Không. Thế là lên đây, thế trưởng thôn có ra không? Trưởng thư vẫn không. Nhưng mà nó lúc nó ra thì nó vẫn điện hết. Thì nó thì mới vào.
À, ý là nó vẫn liên hệ với trưởng thôn hết, Vâng, thì vâng, cái đấy thì... đoàn đấy vẫn liên hệ với trưởng thôn hết Vâng, thì trưởng thôn ở xã vẫn biết hết mà. à, nghĩa là Vẫn mỗi điện cho nó hết thì mới xuống. Vâng, cho nghĩa tất cả là nhà mà. mỗi nhà là được 1 triệu. Vâng. Ở đây là bao nhiêu nhà nhỉ? Ừ, đây thì... Tất cả cái xóm. Tất cả số thì hơn 30 nhà đấy. Hơn 30 Vâng, nhà. hơn 30 nhà. Là sau khi lấy 1 triệu đấy là ôm con đi luôn. Vâng. Vợ gần... Em chơi vẫn lấy được triệu đấy thì chả biết nó dòng tiền nào, là một ngày đấy tối thì vẫn bảo là nó hết 700 rồi, chả biết nó Chưa dòng phụ tiền nào. xây á, Vâng. một ngày Vâng. dùng hết 700.000. Chả biết nó mua cái gì. Bây giờ là cả ba bố mẹ con đi về ngoài hết rồi, Đi đâu? đi Không. làm gì? Chả biết được. Chơi cũng đi à? Vâng, chơi thì chơi. Chơi đi đi làm việc đâu. Nhưng mà chả biết nó đi là đâu, lúc nãy thấy nó cần một cái túi áo. Cầm túi quần áo qua đây á. Còn cái bố bé kia thôi, đứa Sao bé kia. sao em không Em thấy con vào con bảo là đi đâu, bảo là đi làm ở dưới. đi làm á? Thế Ừ. sao em gặp ông bố mẹ nó bảo là đi bà ngoại nhỉ? Bao ngày thì vợ. À, Ừ, vợ em chơi thì vẫn đi ban ngày. vợ em chơi là đi bà ngoại với con, Vâng. còn chơi thì là đi làm. Vâng, chơi thì lại đi tì làm. Ui dồi, ông nói một kiểu giờ không biết thế nào một lần. Tôi tóm lại thì là Khâm sẽ không có đi tìm mọi người nữa. Thực sự thì là mình giúp đỡ được không quá được nhiều mọi người, không 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 có dám làm phiền nhiều. Tuy nhiên thì là nếu mà trong thời gian tới mà sẽ không thấy xuất hiện hoặc là mọi người không có cần những cái sự giúp đỡ của các bác nữa thì Khâm sẽ liên lạc lại với các bác nhà hảo tâm. Thế thôi, chứ còn là mình không có trách nhiệm là phải đi tìm từng người như thế. Chẳng qua là hôm nay lên đây thì là có cái thời quỹ thời gian. Đấy, còn khá là sớm, bây giờ có 4 giờ buổi buổi chiều thôi. Đấy, trời cũng không mưa thì là hôm nay Khâm không có việc về sớm thì Khâm sẽ muốn là đi lên kế hoạch, ví dụ như A Phứ chẳng hạn. Tiền dư bên chỗ cô Vân ra khoảng 8 triệu thì mình có thể là mình mua con bê bé. Đấy, bảo anh ấy làm cái chuồng và cô Điệp đấy. Phứ thì có mỗi hai nhà hảo tâm duy nhất là cô Điệp và cô Vân là tài trợ đấy. Cô Vân thì được nhiều hơn, từ lắp điện rồi từ sửa nhà thì vừa rồi cũng đã chi đi 2 triệu để gọi là cái mua thức ăn mọi thứ của anh em về xử lý nốt cái mái. Còn nhà nước cũng đã hỗ trợ những tấm blow mới rồi. Thế còn số dư thì cũng muốn bảo anh là chịu khó ở nhà thì làm cái chuồng bé đi. Đợt vừa rồi anh mua con bê bé kia là 4 triệu nhỉ, không có tiền trả hết họ lại lấy về rồi đúng không? Đúng. Thế thì đợt này thì là mình có thể là mình thưa với cô Vân thì là mình sẽ mua con lớn hơn một chút đi. Vợ con ở nhà có con vật nuôi để gọi là chồng thì đi làm. Chứ không là nhà thì chả có cái gì, đến vợ lấy 1 triệu xong lại sợ chồng hỏi tiêu thì lại ôm quả con đi đâu đi 2 ngày hôm nay à? Vâng. Nhà bà ngoại gần đây không? Ôi sao. Ở tí trong trái. Tí sủng trái Ừ. hay là đi nhà bà ngoại? Chả biết đi bằng ngày là đi nào. 1 triệu thì em nghĩ rằng là đi ra ngoài tiêu không được lâu đâu. Đúng Nếu mà rồi. không phải đi nhà bà ngoại thì kể cả đi ra ngoài tiêu, ví dụ như anh bảo vợ chờ phụ xây là cũng nhận được 1 triệu là cũng tiêu hết 700 luôn à? Chả biết nó dòng tiền nào. Ờ. Nhưng mà cái gì nó cũng không thấy luôn. Hai vợ chồng cãi nhau thì Lại cãi nhau à? Cãi nhau thì bảo là chơi thì chơi vẫn đi bơ xa, đi mua bia, đi mua rượu uống, thì vợ vẫn đi lấy tiền đi làm thì đăng ký siêu mạng À, nghĩa là có tiền thì cái là ông chồng thì ông muốn lên mua đi nóng thì muốn mua tí bia tí rượu uống. Còn vợ thì muốn đạp thẻ điện thoại làm cái này cái kia à? vâng Ừ, rồi, nghèo nói nó thế. thế lúc đấy anh chở cụ bên kia anh thấy bảo là mày đi đâu, đi mua nước uống. Nó biết thì nó lại uống bia, mình không thì mình vẫn uống nước. Vợ á? Vâng. À. Vợ của em chơi Trời ạ. Tưởng ông bé chơi bé kia là không uống bia chứ. Thôi nhưng mà thì con trai anh thì thì nóng thế anh này ấy bảo là là ai cũng tiền mua không được. có tiền thì có một tí mà vẫn dùng như thế này thì Có tí tí phải để lúc cho vẫn con chưa chứ. đi làm nữa, chưa trồng ngu nưa cho phát nữa, thì lúc nó có thì mình ai kể nào, mình đã cắt hay là kể nào. Nó bảo là từ từ trồng thì chả Đây. biết lúc nào nó thì Hai vợ chồng chơi này á. vẫn Thế chứng tỏ là cũng không có chịu khó mấy đâu nhỉ. nó Hay còn là do hoàn cảnh nó nó không vợ làm chồng được, đâu hay nó không có bò đi làm, hay nó trước kia vẻ. không. Đất của nó thì một thổ hai thổ đó mà, Ít thôi đúng không? một thổ thì dùng
dùng cuốc thôi. Một thủ thì vẫn cài được. Ừ. Vâng, nhưng mà bố mẹ nói vẫn con bò biết cày mà, nhưng mà chả biết nó có lạc không, lạc không biết đâu. Ừ. Lúc trước kia nó tay á, lúc đấy thủ đấy vẫn tay đất thì tay trước rồi, nhưng mà nó bảo là trồng thủ đấy trước thì trồng sau luôn, thì trồng xong hết thì mới bảo bố mẹ tách rồi. Thì tay thủ nó trồng trước rồi thì làm nó được vừa đấy. Làm vừa kể chuyện cũng được. Vâng. Thôi thì em cũng không biết rõ về A Phứ bao nhiêu, đặc biệt là bên chơi phụ xây là cũng chỉ thấy rằng là cậu bé đến đây là thấy thân hình nhỏ ốm yếu nên là làm việc cũng rất là chăm chỉ. Sau đó thì là thấy bà con cũng bảo hoàn cảnh khó khăn thì anh em mình lên đợt nó ngã xe thì anh Báo dẫn em lên thì cũng gọi là có một chút tiền quỹ của các bác. Còn là hôm nay nếu mà điện thoại là gọi không được này. Đấy, cái thứ hai là một là đi nhà ngoại, hai là đi làm hay ở đâu thì không rõ. Không biết là đi làm trên A Mỹ thì xa nhà quá. Không. Bảo là viện trên đấy thì nó vẫn nói gọi xin em Mỹ, nó bảo là nó xin nó nghỉ. Ừ. Nó không làm nó bỏ. Nó lại đi làm xa, đi làm việc khác. Không, nhưng mà chả biết nó nghĩ ngu hay là nghĩ như thế nào chả biết. Nhưng mà nó bảo nó bỏ thì phải đi làm việc khác được. Ừ. Nó bỏ thì nó vẫn ở nhà, có một tí tiền thì đi tiêu hết thì mới đi tìm chơi gì. Cái đấy thì là sao mà được, không cũng không biết được. Bây giờ là đi lên làm trên cái một ngày 150, xa vợ xa con nữa, có thể là đi làm chỗ khác thì mình cũng hưởng ứng thôi. Ở nhà để mà ở nhà đợi anh em mình quay thì anh em mình cũng không làm được. Ở nhà là với những trường hợp rằng là vợ đau ốm bệnh tật, chồng ở nhà chăm con các thứ ấy, lo cho vợ con thì mình chấp nhận. Thôi thì là em đi làm thì Khâm sẽ theo dõi em thời gian tới xem tình hình như nào, và Khâm cũng chia sẻ trên video luôn là cũng không có trách nhiệm là đi tìm các bác nhà hảo tâm, mà quý khán giả mọi người thương các hoàn cảnh thì mọi người cũng thông cảm thôi. Đây thì ví dụ như là hai vợ chồng chơ phụ xây thì rất là khó khăn, cái đó thì ai cũng nhìn thấy rồi. Tuy nhiên thì là hai vợ chồng cũng phải ý thức, đang có sức trẻ, vợ chăm được con thì vợ phải ở nhà chăm con, chồng đi làm phải biết mang tiền về nuôi con chăm vợ đấy. Còn A Phứ thì cũng thế thôi. A Phứ sửa xong mái thì là bảo đi làm việc, thì đi Lạng Sơn các thứ thì đến giờ là vẫn chưa thấy đi. Ý Khâm là muốn làm sao là trước khi anh đi thì xử lý nốt cái chỗ mà hỗ trợ của cô Vân thì là xong, thì cho anh yên tâm đi làm, vợ ở nhà thì có thể là đỡ đần con cái với lại chăm thêm con bê. Nhưng mà hôm nay, mấy ngày hôm nay là kế hoạch là như vậy rồi nhưng mà chưa có gặp được, bởi vì em đang tính là em sẽ tạm biệt xóm của anh đấy. Vâng. Em sẽ không không qua đây làm các cái chương trình nữa. Ở đây thì cái đặc hoàn cảnh đặc biệt nhất là ba bé, thì là mới ban đầu là anh em mình đến đây với sự giới thiệu của anh mình ấy, thì muốn là cho ba bé có một cái cuộc sống tốt hơn. Thì về cơ bản thì là đã hỗ trợ được ba bé cái ngôi nhà rồi đấy. Còn về A Báo thì là một cái sự gọi là rất là ngẫu nhiên, được các bác nhà hảo tâm yêu thương thì anh em mình cũng đã sắp hoàn thiện cái nhà rồi. Đấy là chúc mừng cho anh Báo. Cái nhà của anh Báo là còn to hơn nhà của các bé luôn. Vâng. To đẹp hơn, tiện nghi hơn, nhà vệ sinh công trình phụ được đẩy ra ngoài, không là chuồng trại, đất đai mọi thứ ở đây ổn hết rồi. Thì kế hoạch của Khâm là mình sẽ tạm biệt cái thôn xóm này thôi. Về mặt bằng chung thì những cái hoàn cảnh như chơ phụ xây thì các bác nói cũng chia sẻ cũng đúng thôi, vợ chồng trẻ khỏe thì mình có giúp, nhưng mà giúp làm sao là có cái động lực cho hai vợ chồng đó. Như các bác nói là cần câu cơm đấy, để cho cái cần thôi, còn mình cho cá, cho thức ăn liên tục thì ăn hết lại không biết tìm ở đâu. Cho cái cần và cho cái dạy cho em cái cách đi câu đấy. Thế nên là thế nếu mà chơi đi làm xa ấy, thì em hưởng ứng thôi, vợ ở nhà chăm được con, chơi đi làm kiếm được tiền về cho vợ đấy. Không chơi thì nó vẫn dám đi làm, nhưng mà nó lại đi hai ngày ba ngày là điện bảo là xuống. Hai ba ngày bảo là điện xuống thì vợ em bảo là hai ba ngày vợ lại điện xuống á. Điện bảo là mày cứ xuống đi, cứ vào nhà,
Con lại bị như này, bị như kia. À đây đây, gọi được chưa? Phụ xây rồi đấy. À thứ của nó là bà nói nó đi đâu rồi? Ôi vợ chồng trẻ thì khó nói lắm. Các em chưa đến tuổi lập gia đình mà các anh đã thành bố thành mẹ rồi. Có thể rằng là ở nhà con ốm, vợ ốm. Anh ra anh thấy thì nó ở cầu trước kia. Không cầu mới nó đã là kia. Nó đúng ở trên đấy để xe. Bắt xe à? Ừ, để xe. À, thế là nó nói dối bố mẹ đấy. Nó bảo bố mẹ là đi nhà ngoại thôi. Đúng rồi. Thế là thực tế là sách nãy thấy sách một cái túi quần áo đi rồi đúng không? Vâng. Ừ. Thế là chắc là đi làm. Chị nó nữa. Chị nó cũng đi làm à? Ừ. Thôi đi làm xa được, có thu nhập tốt hơn thì đi thôi. Cái nó còn đi làm với anh Mỹ thì nói thật là anh Pháo bảo nó ngu thì không phải đâu. Đi lên trên kia xa, xong là xa vợ con, làm việc phụ xây thì không phải là dễ. Một ngày 150. Như các anh em thợ thì nếu mà làm ra chia đầu ra là còn được độ khoảng 260-270 đến 300.000 một ngày công. Chứ còn thợ phụ thì làm như thế là cũng vất lắm. Nhưng mà đi làm việc thì phải đi lao. Đi gần một tuần như thế và lại về. Về thì nhưng mà cậu đấy thì chẳng phải ngu nào. Mày là trên này mình không mất tiền. Tiền bắt xe đi xe tiền. Về rồi. Thì cái tiền đấy thì mình tính ra cả mình đi ngủ ăn cái các thứ đi ở dưới thì ngủ vẫn có tiền. Điểm mình nấu cơm thế nào vẫn có tiền hết đấy, không phải giống như trên này đâu, mình tự ăn như thế đâu. Ở trên kia thì của anh Mỹ cũng tạo điều kiện hết sức rồi, cho chỗ ở là cho ăn cùng, không lấy tiền. Cái đấy thì kẻ nó thích đi nó cứ đi thôi. Em thấy hai cái xe máy ở nhà, một cái đen không biết của ai. Cái đây cái ngân chị rùa nó. Chị rùa à? Ừ. Chị rùa đi lấy chồng ở Mộ Duệ kia. Ừ, đúng rồi. À, thế là cái xe đấy thì lúc đấy chồng chưa đi lái thì là vẫn đi bỏ cái xe đấy 2 triệu mua trước. Lúc nào chồng đi kiếm được tiền thì mới lấy về giả sau. Đấy, ốp lát đẹp hết đấy nhỉ. Bây giờ lấy xi măng trắng ấy vào luôn cho nó đẹp. Đúng không? Đúng rồi. Đoạn này là bôi xi măng trắng vào chứ. Vâng, có mà. Miết vào chứ. Có chứ. Bác. Xi măng trắng thì phải hoàn nước tí chứ, hay là đập luôn vào. Không, cái đấy cái thì đang ướt, đúng bây giờ là nó chưa khô ấy, thì mình làm luôn thì nó ăn chắc hơn. Ừ. Vâng. Thế này chồng. À, cái này còn một hộp nữa à? Vâng, còn một hộp nữa. Đây là một làm hết bên này xem tình hình nó thiếu bao nhiêu đấy. Vâng vâng. Cứ làm tại như thế chứ đây. Về áp báo video trước không cập nhật rồi các bác. Hôm nay về, khi mà lên không gặp được hai bạn cảnh kia thì xuống hỏi thăm lại tình hình áp báo một chút. Và Khâm sẽ xem tiếp tục theo dõi xem A Phứ cũng như là em chơi mọi người như thế nào, mình lên kế hoạch giúp. Còn không nếu mà ví dụ như anh Phứ làm xong sửa xong nhà mà không chịu khó đi làm mà nay đây mai đó liên tục, cũng có thể là anh em đến hộ thì phải đi trả công, thì cái đấy mình thông cảm cho. Thế còn về chơi phụ xây, nếu mà đi làm xa có thu nhập tốt thì anh em mình hưởng ứng thôi. Còn sau này khi nào em về hoặc là cuộc sống em ấy mà quá khó khăn hay như thế nào đi chăng nữa thì mình có thể là mình hỗ trợ phần nào. Đấy, như cái kế hoạch Khâm nói là giúp cái cần câu. Sẽ được chia sẻ trực tiếp trong những cái video tiếp theo các bác nhé. Cuối cùng thì cảm ơn các bác rất là nhiều. Đến đây tôi Khâm xin phép và tạm dừng video. Xin chào, hẹn gặp lại các bác nhé.